Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Mê Khủng Long TV. Tôi là Dynoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Hy vọng quý vị và các bạn không bị dài cổ vì phải chờ đợi video mới của chúng tôi. Mới đây thì trong cộng đồng những người yêu thích khủng long trên khắp thế giới có một tin thu hút khá nhiều sự chú ý. Đó là bộ xương khủng long Stegosaurus lớn nhất từng được đem ra đấu giá từ trước đến giờ với biệt danh là Apex đã thuộc về một chủ nhân mới với số tiền đấu giá lên tới gần 45 triệu đô la, gấp khoảng 11 lần kỳ vọng ban đầu của nhà đấu giá Sotheby's. Nếu quy ra tiền Việt thì con số này có thể lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, đủ để một người sống sung sướng cả đời mà không cần phải làm ăn gì nữa. Đọc tới đây thì chắc chắn nhiều bạn xem Mê Khủng Long TV sẽ nghĩ, nếu vậy chẳng phải đào hóa thạch là một nghề quá tuyệt vời hay sao? Chỉ cần đào trúng một bộ xương rồi đem bán kiếm vài triệu đô la, thậm chí là vài chục triệu, đó là có thể nghỉ hưu non, tận hưởng cuộc sống giàu sang phú quý rồi phải không nào? Liệu thực tế có đơn giản như vậy không? Liệu săn hóa thạch có phải là một ngành nghề đáng để theo đuổi dành cho các bạn trẻ đang khát khao đổi đời hay không? Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau khám phá nha. Nào, các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Trước khi bạn bắt đầu mơ mộng đến số tiền khổng lồ mà mình có thể kiếm được từ việc săn hóa thạch khủng long, hãy vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh và xem lại nơi mình đang sống là ở đâu. Ở nước nào cũng vậy thôi, bạn đều phải sống và làm việc theo pháp luật, trừ khi bạn đang sống ở một đất nước vô chính phủ. Thế nên, việc hiểu rõ các quy định luật pháp về hóa thạch là rất quan trọng trước khi bạn nghĩ đến việc kiếm tiền từ hóa thạch. Đối với Việt Nam, về đất đai thì không có sở hữu tư nhân. Đất đai ở Việt Nam thuộc sở hữu của toàn dân, còn cá nhân chỉ được trao quyền sử dụng đất. Chính vì thế, cái sổ đỏ mà bạn và người nhà bạn hay nhắc tới có tên chính thức là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứ không phải là giấy chứng nhận quyền sở hữu đất. Mặc dù Việt Nam chưa có quy định riêng về hóa thạch, nhưng về cơ bản hóa thạch là đá, mà đá lại là khoáng sản và do đó chịu sự chi phối của luật khoáng sản. Và ngay trong điều 1 của luật khoáng sản đã ghi rõ, tài nguyên khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đều thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước thống nhất quản lý. Thế nên về cơ bản, muốn khai thác khoáng sản, kể cả nó là đá, vàng, bạc, sắt hay nhôm gì thì chúng ta cũng phải xin phép nhà nước. Tuy nhiên luật cũng quy định đối với một số trường hợp chẳng hạn như bạn phát hiện một hòn đá đẹp quá muốn mang về nhà trưng, nếu chính quyền biết được thì sẽ căn cứ vào giá trị xác định của hòn đá đó để xử lý. Nếu hòn đá đó không phải là di tích lịch sử, văn hóa mà có giá trị đến 10 tháng lương tối thiểu do nhà nước quy định thì sẽ thuộc sở hữu của người tìm thấy. Nếu tài sản tìm thấy có giá trị lớn hơn 10 lần mức lương cơ sở do nhà nước quy định thì người tìm thấy sẽ được hưởng giá trị bằng 10 lần mức lương đó và 50% giá trị của phần còn lại, còn đâu rơi ra thì sẽ thuộc về nhà nước. Hóa thạch không nằm trong định nghĩa di tích văn hóa lịch sử, nhưng việc xác định giá trị của một hóa thạch cũng không phải là chuyện dễ dàng vì nó còn liên quan đến khoa học. Thế nên về mặt luật pháp ở Việt Nam thì việc bạn trở thành một người săn hóa thạch chuyên nghiệp là không hề thuận lợi và cũng rất khó để biết bạn có thể kiếm được bao nhiêu từ việc này vì còn phụ thuộc vào sự đánh giá của nhà nước. Nói như vậy không có nghĩa là mình khuyến khích các bạn khi tìm được hóa thạch thì tự ý xử lý và không giao lại cho nhà nước nha. Lỡ có bị phạt hay án thì mình cũng không chịu trách nhiệm đâu. Hơn nữa, những hóa thạch tìm được ở Việt Nam phổ biến hiện nay thường không có giá trị quá cao. Hóa thạch khủng long thì chưa từng được tìm thấy. Một số bãi hóa thạch quan trọng như bồn địa Na Dương ở Lạng Sơn thì đã được các cơ quan chức năng và cơ quan nghiên cứu đặt trong tầm ngắm rồi. Thế nên việc một cá nhân nào đó tìm được mẫu hóa thạch có giá trị cao sẽ rất khó xảy ra. Vì vậy nếu bạn đang sống ở Việt Nam, hoặc bạn là người làm khoa học, hoặc là bạn tìm hóa thạch cho vui chứ đừng nghĩ đến chuyện kiếm tiền từ hóa thạch. Vậy bây giờ giả sử, nếu bạn sống ở một quốc gia nơi có quy định luật pháp về hóa thạch rõ ràng hơn, liệu giấc mơ đổi đời từ việc săn hóa thạch có trở nên real hơn chút nào hay không? Vì luật pháp trên thế giới thay đổi tùy theo mỗi nước, chúng ta hãy tạm lấy Mỹ là một trường hợp điển hình để xem xét. Theo tìm hiểu sơ bộ của mình thì ở Mỹ, việc khai quật hóa thạch của động vật có xương sống trên đất công là việc làm bất hợp pháp. Bạn chỉ được phép khai thác hóa thạch của những sinh vật khác, chẳng hạn như san hô, gỗ, ốc. Việc khai quật hóa thạch của động vật có xương sống trên đất công phải do các cơ quan giáo dục có chứng nhận tiến hành. Tuy nhiên nếu đó là đất tư, trước hết bạn cần sự cho phép của chủ đất. Nếu bạn là chủ đất thì thôi khỏi cần. Sau đó thì phải kiểm lại xem luật bang có cho phép bạn khai quật và sở hữu hóa thạch hay không, cái này thì tùy bang. Ngoài ra thì việc mua bán hóa thạch khủng long là hợp pháp, vì thế ở Mỹ đã hình thành nên một nghề gọi là thợ săn hóa thạch. Vậy thợ săn hóa thạch thu nhập có khủng hay không? Thật ra rất khó để thống kê chính xác thu nhập của nghề săn hóa thạch. Tất cả sẽ tùy thuộc vào hai chữ may rủi. Nếu bạn may mắn tìm được một hóa thạch có giá trị cao,
Chẳng hạn như bộ Apex vừa bán được gần 45 triệu đô la vừa rồi, thì bạn hoàn toàn có thể đổi đời. Nhưng nếu tất cả những gì bạn tìm thấy là vài cây răng hóa thạch, rất có thể thu nhập của bạn sẽ không đủ để bù đắp chi phí cá nhân, tiền thuê thợ, máy móc và một số chi phí liên quan khác. Từng có bài báo ví von rằng, làm thợ săn hóa thạch là đánh đổi sự an toàn của việc làm công ăn lương, lấy sự hồi hộp của việc khám phá. Cũng trong bài báo này thì một thợ săn hóa thạch tên là Bernie Makovsky kể bản thân đã phải sống nhờ tiền từ thiện, ăn đồ ăn rẻ tiền và uống nước giếng khoan sống qua ngày để chờ đợi một khám phá lớn. Cũng có người trước đó làm nghề có thu nhập cao nhưng từ bỏ, đem phần lớn tiền tích lũy mua máy móc thiết bị đào hóa thạch để khởi đầu sự nghiệp đào bới của mình, dù nhiều năm vẫn chưa thu được kết quả đáng kể. May mắn thường không thuộc về số đông, rất khó để đảm bảo rằng đến một lúc nào đó bạn sẽ có một khám phá lớn để có thể đổi đời. Mary Anning, người phụ nữ tiên phong của ngành cổ sinh vật học, cũng là một thợ săn hóa thạch giàu kinh nghiệm, từng phát hiện ra hóa thạch đầu tiên của Ichthyosaurus và Plesiosaurus. Nhưng nguồn thu nhập chính của bà vẫn là bán những mẫu hóa thạch không quan trọng như cúc đá, làm quà lưu niệm cho các du khách đến với bờ biển Dorset. Và rõ ràng là công việc này không thể khiến bà trở nên giàu có được. Bà qua đời trong cảnh nghèo khó dù nhận được sự công nhận từ cộng đồng khoa học cho những đóng góp của mình. Ngay cả khi bạn trúng được một hóa thạch quan trọng và có giá trị cao, bạn cũng không thể được hưởng trọn số tiền từ đó. Trước tiên là bạn phải trừ đi các chi phí để tìm kiếm, khai quật, vận chuyển và xử lý hóa thạch. Tiếp theo, bạn sẽ phải căn cứ theo thỏa thuận với chủ đất để trả cho họ số tiền tương ứng. Vấn đề này thì phải có hợp đồng kỹ lưỡng, tránh trường hợp như vụ kiện liên quan đến hóa thạch Sue the T-Rex. Ban đầu thì viện nghiên cứu Black Hills đã trả cho người chủ đất 5.000 đô la để vào đất của ông ta tìm hóa thạch. Nhưng sau khi họ tìm được Sue the T-Rex, người chủ đất cho rằng 5.000 đô la đó chỉ là để họ tìm kiếm và làm sạch hóa thạch mà thôi. Những diễn biến sau đó là một quá trình kiện tụng dài để giành quyền sở hữu hóa thạch và chiến thắng cuối cùng đã thuộc về người chủ đất. Ông này sau đó quyết định đem Sue the T-Rex bán đấu giá và bộ xương đã thuộc về bảo tàng Field ở Chicago với số tiền phải bỏ ra lên đến 8,3 triệu đô la. Những người đã tìm ra hóa thạch, bao gồm cả nữ thợ săn hóa thạch Sue Hendrickson, người đã được lấy tên để đặt cho bộ xương, hoàn toàn không được hưởng gì từ số tiền kích xu này. Nếu bạn quyết định bán thông qua các nhà đấu giá, đương nhiên là bạn cũng phải trích lại một phần tiền bán cho họ. Theo Dynamometer Google, trung bình mỗi vụ đấu giá thành công thì bạn sẽ phải trích lại khoảng 25% cho nhà đấu giá. Ví dụ như bộ xương Stegosaurus Apex mới đây được bán 45 triệu đô la, thì bạn có thể phải trả đến 11 triệu đô la cho nhà đấu giá. Số tiền này có thể thấp hơn hoặc cao hơn tùy từng vụ, dao động trong khoảng từ 5% cho đến 40%. Nếu tính tất cả mọi thứ thì số tiền bạn thu về được từ một hóa thạch có giá trị cao, có lẽ chỉ khoảng 50% số tiền bán hóa thạch là cao nhất. Tất nhiên là trong trường hợp số tiền bán hóa thạch lên đến hàng triệu đô la thì đây vẫn là một món tiền lớn, đủ để bạn biến thành triệu phú đô la và sống sung túc suốt phần đời còn lại. Tuy nhiên, kể từ năm 1993 đến nay, chỉ mới có tổng cộng 16 vụ đấu giá hóa thạch khủng long thu về trên 1 triệu đô la. Từ đó có thể thấy, giấc mơ làm giàu hay đổi đời từ hóa thạch khủng long là một giấc mơ không dành cho số đông, bất kể bạn có sống ở Mỹ, Việt Nam hay ở đâu đi chăng nữa. Săn hóa thạch khủng long chỉ có thể là một nghề nghiệp tuyệt vời nếu bạn có máu khám phá và phiêu lưu nhiều hơn là máu kiếm tiền, và đương nhiên là phải đam mê khủng long nữa. Bạn sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ và có thể sẽ không bao giờ trở nên giàu có như những gì bạn mong đợi. Đấy là còn chưa kể, để trở thành thợ săn hóa thạch, bạn không thể cứ xách cuốc lên và đi là được. Bạn cần phải được trải qua đào tạo tương đối chuyên sâu, biết tìm hóa thạch ở đâu, xử lý thế nào để hóa thạch được nguyên vẹn. Hoạt động một mình lại càng khó mà cần phải có đội ngũ ăn ý và có cùng chí hướng. Kể ra bấy nhiêu điều thôi cũng thấy, làm một thợ săn hóa thạch khó như thế nào và trở nên giàu có nhờ săn hóa thạch cũng có xác suất thậm chí còn thấp hơn cả trúng số. Nếu vẫn đam mê tìm kiếm hóa thạch khủng long và muốn có một mức thu nhập ổn định, tuy không giàu có nhưng cũng dư ăn dư xài ở Mỹ, lựa chọn an toàn nhất là trở thành một nhà cổ sinh vật học hoặc chuyên gia bảo tàng. Một nhà cổ sinh vật học có mức lương trung bình mỗi năm ở Mỹ là khoảng 80.000 đô la. Nếu làm việc đủ lâu năm, có đóng góp đáng kể thì bạn thậm chí cũng có thể lưu danh lịch sử khi được đặt tên cho một loài khủng long mới. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Hy vọng rằng video này đã giúp các bạn đập tan những ảo tưởng về nghề săn hóa thạch. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký, cũng như theo dõi để cập nhật các video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.